Hello, xin chào anh em. Bữa nay mình đi xuống cảng cá, mình quay máy ghe câu cá ngừ đại dương vô cân cá cho anh em xem nha anh em ơi. Đây, mình quay khu vực cảng cá của địa phương. Đây, bây giờ mình xin mời anh em đi theo chân mình để coi máy ghe cân cá ngừ đại dương nha anh em. Đây, mình quay cảnh của ghe đi câu cá ngừ đại dương đang vào bốc cá lên nha anh em. Đấy, mà anh đang cẩu cá từ ở dưới hầm lên. Đi cả tháng rồi mới vô bờ nha anh em ơi. Ghe tầm 15-16 thước nhưng mà đi tới cái vùng biên, vùng khơi, dùng mà giáp danh Indo Malay Philippines trong hải phận Việt Nam nha anh em. Thì anh em biết là tỉnh Phú Yên là một cái tỉnh mà có cái số lượng ghe đi câu cá ngừ đại dương nhiều nhất cả nước, và sản lượng cá ngừ đại dương hàng năm cũng là đứng đầu cả nước nha anh em. Tuy nhiên là những năm gần đây thì sản lượng đi câu cá ngừ đại dương nó rất là giảm so với trước kia, nhưng mà tỉnh Phú Yên vẫn là một tỉnh đứng đầu cả nước về sản lượng cá ngừ đại dương. Đây, mấy anh cẩu con cá ngừ đại dương lên quá to luôn nè, còn dân địa phương mình hay gọi là cá bà gù à, dì vàng. Thì em thấy mấy cái dì ở sâu của nó vàng ống vàng kịn luôn, con này quá to luôn. Để theo dõi thử cân con này lên được bao nhiêu ký nha anh em, rồi kéo lại cân. Tám mươi bảy ký anh em ơi. Tiếp tục kéo con khác lên. Con này cũng quá trời bự luôn nè. Đó, ké đem lên là có anh kiểm ké, anh có cây inox anh em thọc vô bụng ké anh kiểm tre thử cái màu ké nó đẹp hay xấu gì là nó báo vô trong đó hết, lấy mẫu anh em. Bà gù, con nào con nói di vàng ống. Mình kêu cá ngừ đại dương cho anh em dở nghe và dở hiểu, chứ ở địa phương mình gọi là ghi câu gù với là ké bà gù nha anh em. Đây có mấy con ké tươi mới muối câu sâu nên mấy anh chưa ra mổ lấy lòng, chưa ra mổ lấy bộ đồ lòng ở trong ra. Chị này giờ bắt đầu chị phét mang lấy lòng nè nè, vợ của thuyền trưởng á đó. Đó, di của nó vàng ống mấy di sâu đó. Mấy con này là tầm vài chục ký, dưới 50 ký. Nó kéo cái bộ đồ lòng ra nè anh em đó, bộ đồ lòng của nó thì làm gỏi thì khỏi chơ luôn, gỏi làm cá bờ gù á, anh em nào thưởng thức rồi sẽ biết ngon tuyệt vời khỏi phải nói. Luộc lên là một làm gỏi, hai là chấm mắm gừng làm cá bờ gù. Con này chưa đầy 30 ký anh em.
khoảng kế đi kẻ tháng mới vô nha anh em. Con này thì to hơn gần 40 kg. Nhìn mấy con ké thấy thích quá. Con này con nấy u nù u nù. Mình quay một clip về mấy ghe đánh bắt cá ngừ đại dương ở địa phương mình cho anh em xem. Rồi sau này anh em có thích thì bình luận phía bên dưới, mình quay thêm cho anh em xem tiếp tục nha anh em. Ở cảng cá của địa phương mình thì ngồi ghe câu cá ngừ đại dương, lấy tổn đi rồi dèo bóc ké lên, thì có ghe của lưới chuồng. Ghe của lưới chuồng thì cũng là từ hình thức của những ghe câu cá ngừ đại dương luôn, nhưng mà họ gọi là họ cải hoán qua, họ không đi câu cá ngừ đại dương, họ cải hoán qua đi làm lưới chuồng. Nói chung là hai người đó là nó song song luôn đó anh em đó. Hai người đó thì nó hoạt động song song và đều làm khu vực xe bờ hết. Người nào cả anh em cảm thấy có lợi nhuận thì anh em đi. Con này quá bự luôn. Thì mấy ghe câu cá ngừ đại dương này nè, thì ngồi ra câu cá ngừ thì mấy ảnh ra quẩy còn câu luôn kẻ mực xè anh em. Bởi vì mấy ghe câu gù bây giờ thì họ ra họ trong đèn á, trong đèn cho nên là mực xè ở ngồi cái vùng khơi á, nó đứng đèn nhiều lắm, đứng đèn lấy giọt xúc luôn vậy á. Cho nên là xíu nữa thường thường là ghe mấy ghe câu bà gù vô cân ké xong là mấy ảnh hay cân tiếp theo là cân mực xè nè. Mực xè mà mực xè xẻ khô rồi đóng vô bao á, mỗi chiếc hoài tệ nhé. Mà anh em biết là mực xè mà xẻ hoài tệ khô á, thì mấy anh câu phải hơn một tấn mực tươi mới được hoài tại mực khô đó. Quay sơ que ghe cho anh em xem, ghe nhỏ thôi nhưng mà lì đòn đó. Đi gió 6-7 là chịu đòn ở ngoài biển luôn, thẻ dèm chịu đời luôn. Mấy ghe này đi khỏi nói là sợ gió sợ bão hết, gan lắm anh em. Mấy ghe câu gù là thôi, nói vừa độ gan lì là đi toàn là dùng giáp ranh không, giáp ranh chứ phi không. Độ lì của dân câu gù là khỏi phải nói. Ở tỉnh Phú Yên mình thì dân câu gù thì rơi vào hai cái khu vực chính, đó là phường Phú Đông của thành phố Tuy Hòa và phường 6 thành phố Tuy Hòa nha anh em. Chứ ở những cái địa phương khác của tỉnh thì hầu như là rất là ít làm cái nghề đó. Còn ở phường Phú Đông với phường 6 của thành phố Tuy Hòa là hết toàn bộ luôn, họ chỉ làm đúng cái nghề đó thôi, nghề câu gù kết hợp với lưới chuồng, cũng từ chiếc ghe đó luôn. Họ thích làm câu gù, họ làm mà khi nào mà thấy lưới chuồng được mùa với là được giá thì họ chuyển qua đi lưới chuồng. Từ
Thường thường thì mấy ghe câu gù á thì đi đi vào bờ thì mình thấy sản lượng cá mà đem vô bờ á thì nó rơi vô phải tầm 2 tấn. Hơn 1 tấn, từ 1 tấn đến 2 tấn mới có lợi nhuận. Đó. Ví dụ như 1 tấn cá ngừ á thì nó rơi vào cái con số mới có đủ tổn mà anh em, đủ cái chi phí đưa về. Thì thường thường cá ngừ mình ví dụ mình cho cái giá dao động từ 80 đến 95 anh. Thì 1 tấn cá ngừ thì nó chỉ có tầm 80 triệu đến 95 triệu. Nhưng mà mình phỏng tổn chi phí cho anh em xem đi khoảng 6.000 lít dầu. Đó, dầu bây giờ là 11, 12 rồi. 6.000 lít dầu là phải rơi vào 70 triệu, hơn 70 triệu. Nó chưa tính tiền đá, 500 cây. Còn hết 15 triệu nữa. Là tiền đá với tiền dầu không là để 85 gần 90 triệu anh em, chưa tính các cái khoản chi phí lặt vặt, đồ ăn, thức uống, rồi các cái trang thiết bị mà mình mua mình đi kèm để mình phòng ngừa những cái vấn đề phát sinh ở trên biển mình không kiểm soát hết được. Đó, cho nên là đòi hỏi mà đỡ mà có cái lợi nhuận á thì phải từ 1 tấn trở lên. Còn 1 tấn đổ lại là vừa đủ tổn, với bắt đầu nếu mà không đủ 1 tấn là khả năng là lỗ tổn, âm tổn rất là cao. Như có những ghe đi vô chỉ có vài tạ là lỗ nặng luôn, còn những ghe 5-7 tạ thì gần đủ tổn, vẫn âm tổn. Cho nên là việc câu cá ngừ bây giờ cái sản lượng nó rất là thấp. Đây có con cá ngừ chỉ cá ngừ nhỏ lên, mấy ảnh không mổ lấy lòng ghe mấy anh đỡ sẵn luôn, bởi vì cá ngừ nhỏ thì đa phần là cá ngừ nhỏ là mình dỡ bảo quản hơn mấy cá lớn. Mấy cá lớn là đa phần là mấy ảnh mổ lấy bộ đồ lòng ghe hết, bảo quản nó tốt hơn, tươi hơn trong cái khoảng thời gian lâu. Còn cái gù nhỏ vừa rồi á thì mấy anh bảo quản luôn bộ đồ lòng luôn, cho nên là chỉ vừa mới mổ lấy bộ đồ lòng ra còn máu nó đỏ đỏ kìa anh em, thì mình cắt bỏ cái đoạn đó mình không có quay, bởi vì quay lên là nó sẽ vi phạm anh em, vi phạm chính sách đó. Người ta nào muối nào nhét đá vô, nào mổ lấy lòng ra, bắt đầu nào nhét đá vô trong khu vực bụng, khu vực mang. Con cá mà nó tươi mà nó xanh kịt luôn anh em. Còn mấy cái quy của nó, mấy cái duy sâu của nó vàng ống mình vàng rực rỡ luôn. Bà gù di vàng, con nào lên là đều bị kiểm mẫu hết, xem từ cái chất lượng cá mình bảo quản nó có tốt không nha anh em. Mấy ghe này thì đi tầm 6-7 người, 7-8 người tùy theo kích thước của ghe. Con nữa.
Dũa, dũa đi dũa máu không à? Làm nè, anh em nào ăn làm. Làm cái người à. Mực khô xe không à? 53 kg mực xe. Đây bỏ chung luôn à. Đang bao nữa, bao đi mực mực luôn anh chị. Mực luôn. Đây bao được. Mực khô mà chỉ kẻ hơn cái tẻ nữa ta. Năm mươi ba ký. Năm ba ký hả? Bao mực khô đây 53 kg nè anh em, mực xe nha. Đây mình quay tiếp bao nữa anh em. Bao này 61 kg. 60 kg vừa. Mực luôn. Ê, ba. Ê. Úc. Úc, lại một con này. Ê. Đây này. Đây, 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 bao này 60 kg, chu bi còn 60 kg nha anh em. Thêm bao ghê nữa, bao ghê 34 kg. Dân biển không đây mà. Còn bao nữa. Khỏi tư luôn. Bao đi, khỏi tư luôn. 22 kg. Khỏi tư luôn. Cái thằng này còn. Hey,